cho mình vào tù gặp mặt nói chuyện với phạm nhân rất người chặt xác kia một lần nữa. Vì không chịu nổi việc liên tục bị quấy nhiễu nên cấp trên đã đồng ý sẽ xin giúp Yang Su. Cái thằng nhập khẩu cái máy này nó bán hay mà do những cái thằng KOL mấy thằng máy xinh lắm nha, dùng gia đình là vừa nha mọi người ơi, nên mua ạ. Phải giúp chết cô ta nè. Giúp chết cô ta. Anh đi là quen đi. Giúp chết cô ta.